bà Chai Suri cho biết lao động nhập cư từ Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam sẽ có thêm 90 ngày, thay vì thời hạn chót là ngày 13 tháng 2 tới, để chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục đăng ký cấp thị thực và giấy phép lao động trong trường hợp các chủ doanh nghiệp của họ vẫn mong muốn thuê họ chính phủ Thái Lan sẽ miễn tất cả các hình phạt đối với người lao động vi phạm việc quá hạn thị thực trong khoảng thời gian này, đồng thời cũng sẽ đảm bảo việc tiếp cận phúc lợi xã hội. Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, việc gia hạn thị thực và giấy phép lao động sẽ cho phép lao động nhập cư làm việc hợp pháp tại Thái Lan đến ngày 13 tháng 2 năm 2024 hoặc ngày 13 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào loại giấy phép lao động mà họ đề nghị. Trong khi đó, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động Thái Lan Thai cho biết các chủ doanh nghiệp có thể hỗ trợ người lao động đăng ký trực tuyến việc gia hạn giấy phép lao động thông qua trang web của Cục. Hộ chiếu của lao động nhập cư là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ đăng ký. Theo ông Pyroy, Cục Việc Làm đã chỉ đạo tất cả các chi nhánh trên toàn quốc mở cửa 7 ngày trong tuần để phục vụ những lao động mong muốn đăng ký gia hạn trực tiếp.